Xin chào anh em, mình là Hợp. Hôm nay mình có về được một em Zacchero. Và em Zacchero này là một trong những em Zacchero mà cũng khá là hiếm hàng, khi chỉ được sản xuất là 8 chiếc trên toàn thế giới thôi. Chiếc Zacchero của mình hôm nay là một chiếc có sự hiện diện của cái kỹ nghệ là miniature painting, tức là vẽ tiểu họa. Và ngoài ra thì nó sẽ được sử dụng mặt số là Grand Feu Enemen, mặt số men nung lửa lớn. Mình sẽ cùng lên tay cho anh em xem. Trước này thì mình còn hộp gỗ. Thì các bạn thấy hộp gỗ rất là đẹp. Và ở phía dưới này chúng ta sẽ còn đầy đủ giấy tờ. Đây là một cái khăn của Zacchero này. Chúng ta sẽ có cái tag này. Sản phẩm này thì sẽ có cái mã là Z00503204 và số limited là 2/8 anh em nhé. Chúng ta cũng sẽ có một cái thẻ có đầy đủ 2/8 mã và 17/6/2020, và các bạn sẽ có một quyển sổ. Trước đây thì bên mình đã bán chiếc này một lần rồi, chiếc này một lần từ đợt về nó tận 300 bao nhiêu triệu cơ, 350 triệu cơ. Tuy nhiên bây giờ thì nó qua sử dụng quay đầu cho nên là mức giá của nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. Chiếc này hiện tại thì bên mình sẽ phân phối cho anh em, bán cho anh em với mức giá là 239 triệu đồng. Đó, một mức giá rẻ hơn rất là nhiều so với cái mức giá retail của nó là 34.000 anh em nhé, tức là khoảng 880 triệu. Đó. Chiếc Zacchero này của mình nó sẽ có tên đầy đủ là Zacchero Atelier Petit Enamel, và nó là limited edition với hình ảnh rất là đẹp ở trên mặt dial của chúng ta. Đây, các bạn có thể thấy đây là một chiếc đồng hồ của Zacchero được thể hiện tinh thần tự do. Đó, nó sẽ có một cái hình ảnh nguyên một bầu trời. Đó, và ở đây thì chúng ta sẽ có hình ảnh đó là một chú chim đại bàng đang tung cánh, sải cánh ở trên một cái thảo nguyên rộng lớn. Ở phía sau thì các bạn sẽ thấy là trùng trùng điệp điệp núi non, cũng như là cây cối ở phía dưới. Một cái thiết kế rất là đơn giản nhưng cực kỳ tinh tế, và cái màu sắc nó kết hợp với nhau phải nói là cực kỳ tuyệt vời. Chiếc này sử dụng là bộ thân hoàn toàn từ vàng nguyên khối 18K AU750. Chúng ta sẽ có một cái mặt số ở phía trên này thì được làm là mặt số men nung lửa lớn với cái màu là màu giống như màu vani vậy, rất là đẹp. Các bạn xem những cái chi tiết như con đại bàng này. Đó, các bạn có thể thấy ở đây là nó đều được vẽ tay, vẽ tiểu họa, và những cái mực vẽ của nó thì nó nổi hẳn lên luôn trên bề mặt của cái mặt số men nung lửa lớn này. Và để vẽ được cái này thì các nghệ nhân người ta phải vẽ rất là tuyệt vời. Các bạn có thể thấy hình ảnh của chú chim đại bàng nó rất là sắc nét. Từng cái cánh ở, từng cái lông vũ ở cái cánh của nó đều được thể hiện rất là tuyệt vời. Ở dưới này thì chúng ta sẽ có một cái đồng bằng thảo nguyên rộng lớn và núi non trùng trùng điệp điệp ở xa. Đó. Đây là một cái bức tranh thể hiện cái tinh thần tự do qua hình ảnh chú đại bàng tung cánh sải bước giữa thảo nguyên. Đó. Ở đây thì các bạn sẽ thấy dòng chữ là Manufacturer in Suisse, nó tương đương với cả Swissmade và được sản xuất hoàn toàn tại Thụy Sĩ các bạn nhé. Cái mặt số ở phía trên này của chúng ta thì sẽ là mặt số cũng được in thẳng trực tiếp trên bề mặt menu này, và nó sẽ là cọc số La Mã. Ở ngoài thì chúng ta sẽ có một cái viền chia 60 phút, và ở đây chúng ta sẽ có kim giờ và kim phút của chúng ta và logo Zacchero. Chiếc này thì sử dụng size là 43mm các bạn nhé. Tuy nhiên là 43mm của dòng này thì rất là dễ đeo, vì cái càng của nó thì ngắn và cong xuống như này, càng cổ. Với chiếc này thì tay 16,5 đến 17 là chúng ta đeo thoải mái cái size này rồi. Đó, còn tay phải của mình đeo thì nó rất là thoải mái luôn. Đó. Ở đằng sau thì các bạn sẽ thấy là bộ máy là 2653.4, bộ máy 2653.4, và chúng ta sẽ thấy là số limited edition là 2/8 ở đây. Bốn cạnh lắc của chúng ta thì sẽ có bốn chuyện kim loại quý, logo Zacchero ở phía trên. Bộ máy này thì sẽ có củ vàng roto được làm từ vàng trắng với tạo hình như các bạn thấy ở đây, nó giống như là vỏ sò vậy, rất là đẹp. Bộ máy này của chúng ta thì sẽ có 28 chân kính, có 28.800 vibration per hour, tương đương với tần số là 4 Hz, và các bạn sẽ có 68 giờ tích cóp. Đó đều là những cái thông số rất là đỉnh trên dòng sản phẩm của Zacchero này. Đó, các bạn thấy là bộ máy được thiết kế rất là đẹp. Đi kèm thì chúng ta sẽ có một sợi dây da cá sấu, và da cá sấu của Zacchero thì da cá sấu không chỉ, nó gập vào. Đây là sợi dây zin,
và tình trạng còn khá là đẹp. Và bên mình sẽ tặng cho anh em một bộ nếu như anh em mua chiếc này, một bộ tương thiết kế y hệt như này. Và khóa thì chúng ta sẽ có khóa xiên các bạn nhé, với logo Jacquero ở phía trên. Đây là một chiếc đồng hồ rất là đẹp và hiếm, với số lượng chỉ có 8 chiếc được sản xuất và bên mình đang có sẵn chiếc 2/8. Ngoài ra hiện tại Jacquero thì bên mình đang có sẵn một sản phẩm cũng sử dụng mặt men men nung lửa lớn, đó là chiếc Jacquero Moonface. Thì chiếc này thì sẽ có giá cao hơn khá nhiều bởi vì đây là dòng sản phẩm mà được sản xuất sau này và nó có thêm tính năng là Moonface và lịch ngày. Thì như chiếc này thì hiện tại bên mình đang để là 369 triệu là mức giá là đã giảm giá và khuyến mại so với mức giá trước đây là 385 anh em nhé. Đó. Và chiếc Jacquero hình ảnh chú đại bàng này thì bên mình đang bán với mức giá cực kỳ hợp lý là 239 triệu. Anh em nào có nhu cầu về chiếc Jacquero vẽ tay này, anh em có thể liên hệ iSet theo thông tin bên dưới video. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.